Người đàn ông này tên là Lê Việt Cường, 39 tuổi, ở phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Chiều ngày 26 tháng 8, một lãnh đạo công an phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa bàn giao Lê Việt Cường cho phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội để điều tra làm rõ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo lãnh đạo công an phường Trung Tự, Cường là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của công ty cổ phần thương mại và đầu tư châu Á Thái Bình Dương. Năm 2018, Cường nhận 2,1 tỷ đồng của một vị khách nước ngoài để môi giới thuê nhà hộ. Tuy nhiên, Cường không tìm được nhà cho thuê nên đã chiếm đoạt số tiền này. Sau nhiều lần liên hệ đòi tiền bất thành, bị hại đã đến công an thành phố Hà Nội trình báo sự việc. Căn cứ các tài liệu chứng cứ có được, công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Việt Cường để làm rõ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Cường đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Ngày 4 tháng 5, công an thành phố Hà Nội phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Lê Việt Cường để công an các địa phương phối hợp truy bắt. Khoảng 14 giờ 40 phút ngày 25 tháng 8, trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch Covid-19, công an phường Trung Tự đã phát hiện và bắt giữ Cường khi bị can này đang đến một ngân hàng tại khu tập thể Khương Thượng, phường Trung Tự để giao dịch. Sau khi xét nghiệm Covid-19, công an phường Trung Tự đã bàn giao cho phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.